Chiều ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Bình Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, khiến một người chết, một người bị thương. Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai từ trước, nên trưa ngày 19 tháng 9, Nguyễn Văn Có điều khiển xe máy cầm theo hai khẩu súng và hai can xăng qua nhà vợ chồng anh ruột là ông Nguyễn Văn Thấy, 70 tuổi và bà Bùi Thị Đàn, 70 tuổi để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, khi thấy chị dâu là bà Đàn đang ngồi trước nhà, Có liền dùng súng bắn liên tiếp vào người khiến bà Đàn gục tại chỗ. Nghe thấy tiếng súng, ông Thấy từ phía trong chạy ra thì bị Có tiếp tục dùng súng bắn ông Thấy. Nghe tiếng súng nổ, người dân xung quanh chạy sang thì thấy vợ chồng ông Thấy đang nằm gục trong vũng máu nên báo lực lượng chức năng, đồng thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long. Tuy nhiên do bị thương nặng nên bà Đàn tử vong. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an thị xã Bình Long tiến hành lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt hung thủ gây án.